Những ngày này, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4E đoạn Bắc Ngầm thành phố Lào Cai nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực này. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4E được khởi công vào cuối tháng 9 năm 2021 và dự kiến sẽ hoàn thành dự án vào tháng 10 năm 2022. Sau một tháng khởi công, đến thời điểm hiện tại vẫn đang triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch. Nhà thầu đang tập trung thi công đoạn km 24+600 đến km 25+12,87. Đây là đoạn tuyến đi qua khu tái định cư Gia Phú, cũng là nơi có lượng phương tiện có tải trọng lớn thường xuyên chạy qua. Vì là đoạn tuyến đi qua là khu dân cư nên là cũng có một số cái là khó khăn cho đơn vị, chẳng hạn như là về công tác lưu lèn nền đường là nó sẽ ảnh hưởng đến việc nứt nhà dân. Thì trong đấy thì là chủ đầu tư cũng là tư vấn giám sát rồi nhà thầu cũng bàn bạc đưa ra cái biện pháp thi công nhằm đảm bảo tiến độ công trình mà không ảnh hưởng đến là nhân dân. Trong quá trình thi công đoạn tuyến này, công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại 299 đã gặp một số khó khăn như nền đất yếu, thi công trong khu dân cư. Do vậy, đơn vị đã tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh các hạng mục, phấn đấu đưa dự án hoàn thành tiến độ đề ra, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông. Đơn vị chúng tôi đã huy động các lưu bánh lốp có tải trọng lớn đến để lưu để đảm bảo không ảnh hưởng đến nhà dân, và chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện cái công tác thông xe trong thời gian sớm nhất. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4E đoạn Bắc Ngầm thành phố Lào Cai được cải tạo nâng cấp sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng cao của nhân dân, tăng cường năng lực kết nối giao thông, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương nơi có tuyến đường đi qua.